Rồi. Ta ghi nội dung ngày hôm nay cho thầy. Đó là phép đùi xứng tâm. Phép đùi xứng tâm. Và thầy sẽ làm những cái nội dung như sau. Nội dung thứ nhất đó là định nghĩa. Nội dung thứ hai đó là các tính chất. Nội dung thứ ba đó là biểu thức tọa độ. Và nội dung thứ tư là chúng ta sẽ có hướng dẫn về bài tập mẫu. Các bạn nhé, bài tập mẫu. Và cuối cùng các bạn sẽ được giao một bài tập để các bạn thực hành. Giao bài tập thực hành. Đấy, đây là những cái nội dung mà chúng ta sẽ làm việc trong buổi ngày hôm nay. À, phần đầu tiên chúng ta đi vào định nghĩa. Ta nhắc lại cái cấu trúc mà chúng ta hay dùng để định nghĩa một phép biến hình. Thứ nhất đó là cho một cái gì đó. Và chúng ta xây dựng một quy tắc. Đấy, chúng ta xây dựng một quy tắc ở đây. Thì cái quy tắc này sẽ được gọi là và ký hiệu là phần lớn các phép biến hình đều được phát biểu theo quy tắc này, theo cái cấu trúc này. Thì ở đây ấy, chúng ta sẽ cho điểm Y. Đấy, chúng ta sẽ cho điểm Y này. Ở đây chúng ta cho điểm Y. Ở đây có hai quy tắc. Quy tắc thứ nhất đó là biến Y thành chính nó. Quy tắc thứ nhất là biến y thành chính nó. Tắc thứ hai là biến điểm m khác y thành điểm m phẩy. Sao cho y là trung điểm của m m phẩy. Được gọi là phép đối xứng tâm y, ký hiệu là D y. Chúng ta có thể mô tả cái hiện tượng đó như sau. Ở đây chúng ta có điểm y này, rồi chúng ta có điểm m này, thì điểm m này sẽ được biến thành điểm m phẩy, sao cho y là trung điểm của m m phẩy như các bạn đang thấy. Vậy nó sẽ biến thành điểm m phẩy. Sao cho y là trung điểm của m m phẩy. Đấy được gọi là phép đối xứng tâm y. Vậy chúng ta có phát biểu định nghĩa như sau. Cho mặt trong mặt phẳng cho điểm y. Quy tắc biến điểm y thành chính nó. Biến điểm m khác y thành điểm m phẩy. Sao cho y là trung điểm của m m phẩy, được gọi là phép đối xứng tâm y, ký hiệu là DI. Với cái hình ảnh này thì chúng ta sẽ viết là phép đối xứng tâm y biến điểm m thành điểm m phẩy. Và cái tính chất ở đây chúng ta có là y là trung điểm của m phẩy, y là trung điểm của m m phẩy. Ta còn có một cái tính chất khác đó là vector im cộng với vector im phẩy bằng vector không. Tính chất này cũng muốn nói rằng y là trung điểm của m m phẩy các bạn nhé.
Rồi một bạn phát biểu lại cho thầy cái định nghĩa. Thầy mời Lan Nhi, Lan Nhi phát biểu lại cho thầy định nghĩa. Thầy là cho điểm y cho điểm y biến điểm y thành chính nó, được gọi là đối xứng tâm y, ký hiệu là Đây nhé, thầy phát biểu lại. DI. À, thầy để trên cái màn hình nó rất rõ ràng này, em đọc cũng còn thiếu này. Các bạn nhìn này, trong mặt phẳng. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể ký hiệu thêm đó là trong mặt phẳng. Vì ở đây là chúng ta thực hiện các phép biến hình trong mặt phẳng. Trong mặt phẳng cho điểm Y. Trong mặt phẳng cho điểm Y. Quy tắc biến điểm Y thành chính Vãi nó. cả luôn ạ. Quy tắc biến điểm y thành chính nó, biến điểm m khác y thành điểm m phẩy, sao cho y là trung điểm của m m phẩy, được gọi là phép đối xứng tâm y, ký hiệu là DI. Thầy mời Ngọc Hải phát biểu lại cho thầy. Hải A10 phát biểu lại cho thầy. Ngọc Hải nghe rõ không? Rồi thầy mời bạn Phượng A11 phát biểu lại cho thầy. Em thưa thầy, trong mặt phẳng cho điểm Y, quy tắc biến điểm Y thành chính nó, biến điểm M các điểm Y thành M phẩy, sao cho Y là trung điểm của M M phẩy, được gọi là phép đối xứng tâm Y, ký hiệu là DI. Rồi thầy cảm ơn. Như vậy các bạn thấy là một cái phát biểu của chúng ta sẽ có cái cấu trúc là cho một cái gì đó, các đối tượng tham gia, xây dựng quy tắc, đặt tên và ký hiệu nhé. Vậy chúng ta đã hoàn thành xong phần thứ nhất, đó là định nghĩa. Sang phần thứ hai chúng ta nói về các tính chất của phép đối xứng tâm. Phần thứ hai đó là các tính chất của phép đối xứng tâm. À, thầy có thể mô tả một ví dụ, sau đó chúng ta sẽ đưa ra các tính chất sau. Đầu tiên là thầy xét một đoạn thẳng. Đấy, như các bạn đang thấy là thầy có một đoạn thẳng nhé. Đoạn thẳng này thầy đặt tên nó là AB. Đoạn thẳng AB. Và Y là một điểm nào đó trong mặt phẳng. Bây giờ thầy sẽ thực hiện phép lấy đối xứng đoạn thẳng AB qua tâm Y. Vậy đầu tiên chúng ta lấy đối xứng điểm A này. Điểm A sẽ được lấy đối xứng thành điểm A phẩy. Đấy các bạn nhìn nhé, nó được lấy thành điểm A phẩy này. Sao cho Y là trung điểm của A phẩy như các bạn đang thấy trên hình. Sau đó thầy lại lấy đối xứng điểm B qua Y, thầy được điểm B phẩy. Đấy, sao cho Y là trung điểm của BB phẩy. Và cuối cùng chúng ta được một đoạn thẳng AB, A phẩy B phẩy. À, quan sát trên hình vẽ này thì các bạn thấy rằng cái hình bình hành A, B, A phẩy, B phẩy. Đây là một hình bình hành. Vì sao? Vì nó có hai cái đường chéo cắt nhau tại trung điểm. Do nó là hai hình bình hành cho nên chúng ta thấy AB sẽ bằng với A phẩy, B phẩy. Vậy là qua phép đối xứng tâm Y, đoạn thẳng AB biến thành A phẩy B phẩy và hai đoạn thẳng đó bằng nhau. Hoàn toàn tương tự chúng ta cũng xây dựng được các tính chất giống như vậy. Do đó chúng ta có thể phát biểu như sau. Thứ nhất là chúng ta vẽ một đoạn thẳng. À, sau đó chúng ta vẽ ba điểm thẳng hàng. Đấy, 3 điểm thẳng A. Rồi chúng ta vẽ một tam giác.
ta vẽ một tam giác. Vẽ một đường tròn. Vẽ một đường thẳng. Và cuối cùng là chúng ta vẽ một góc. Thế bây giờ chúng ta sẽ lấy đối xứng quan tâm Y. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép đối xứng quan tâm Y. Thì chúng ta được kết quả như sau. Phép đối xứng tâm Y biến một đoạn thẳng thành một đoạn thẳng có cùng độ dài. Có cùng độ dài. Chúng ta vừa chứng minh cái điều này ở hình vẽ phía trên. Biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng. Bảo toàn thứ tự. Biến một tam giác thành một tam giác. Bằng với nó. Biến một đường tròn thành một đường tròn. Có cùng bán kính. Biến một đường thẳng thành một đường thẳng. Song song hoặc trục. Biến một góc thành một góc. Có cùng số đo. Biến một góc thành một góc có cùng số đo. Và các tính chất này các bạn thấy rằng ở phép tịnh tiến có tính chất như thế nào? Thì cái phép đối xứng tâm nó có tính chất gần giống như vậy. Chúng ta phát biểu lại các tính chất. Đó là phép đối xứng tâm Y. Phép đối xứng tâm Y các bạn này. Biến một đường thẳng thành, xin lỗi, biến một đoạn thẳng thành một đoạn thẳng có cùng độ dài. Biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng bảo toàn thứ tự. Biến một tam giác thành một tam giác bằng với nó. Biến một đường tròn thành một đường tròn có cùng bán kính. Biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng. Biến một góc thành một góc có cùng số đo. Thì đây là các tính chất của phép đối xứng tâm. Đấy, của phép đối xứng tâm. Chúng ta sẽ dựa vào những cái tính chất này trong quá trình làm bài tập. À, thầy nhờ bạn Lan Nhi, nếu Lan Nhi ghi xong thì Lan Nhi báo cho thầy nhé. Vâng ạ. Ừ. Em ghi xong rồi ạ. Rồi, thầy cảm ơn. Rồi, như vậy nội dung thứ hai đó là tính chất thầy đã trình bày xong với các bạn. Thì sau cái phần tính chất này chúng ta sẽ sang cái phần thứ ba, đó là biểu thức tọa độ. Thì trước khi sang biểu thức tọa độ thì thầy có trình bày với các bạn thêm một cái nội dung nhỏ nữa, đó là các hình có tâm đối xứng. Các hình có tâm đối xứng. À, chúng ta biết thêm cái phần này để chúng ta có thể làm được một số cái bài toán mang tính chất lý thuyết. Bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ dần cho các bạn nhé. Đầu tiên thầy xét một cái đoạn thẳng.
thầy xét một cái đoạn thẳng. Đấy, đoạn thẳng này là đoạn thẳng AB. Thì cái đoạn thẳng này nó sẽ có một tâm đối xứng, đó chính là điểm Y. Là trung điểm của AB là tâm đối xứng của đoạn thẳng. Vậy một đoạn thẳng sẽ có một tâm đối xứng các bạn nhé. Bây giờ thầy xét một đường thẳng. Chúng ta gọi đường thẳng này là đường thẳng delta. Thì các bạn để ý cho thầy là cái đường thẳng delta này sẽ có vô số tâm đối xứng. Đấy, điểm Y ở đây cũng là tâm đối xứng. Điểm Y ở đây cũng là tâm đối xứng. Có thể thấy rằng cái đường thẳng này có vô số tâm đối xứng. Vậy là đường thẳng thì có vô số tâm đối xứng. Bây giờ thầy lại xét một cặp đường thẳng song song với nhau. Thế sau này các bạn có thể dành thời gian để các bạn nghiên cứu. Đây, thầy xét cặp đường thẳng song song với nhau. Chúng ta gọi đây là đường thẳng delta và đường thẳng D. Thì câu hỏi đặt ra là cái hình gồm có hai đường thẳng song song này thì có tâm đối xứng hay không? Và nếu có thì có bao nhiêu tâm đối xứng? À, các bạn có thể để ý điều này đang xảy ra này. Thầy lấy một cái đường thẳng ở chính giữa này. Đấy, ở chính giữa. Thầy gọi cái đường thẳng này là đường thẳng A. Đường thẳng A. Thì khi đấy bất cứ một điểm nào trên A ấy, cũng là tâm đối xứng của hai đường thẳng delta và D. Đấy, cũng là tâm đối xứng của hình gồm có hai đường thẳng delta và D. Vậy là cái hình gồm có hai đường thẳng song song với nhau sẽ có vô số tâm đối xứng. Một câu hỏi tương tự đặt ra là nếu hai đường thẳng đó cắt nhau thì có bao nhiêu tâm đối xứng? À, chúng ta có đường thẳng delta và đường thẳng D cắt nhau. Thì các bạn lưu ý khi đấy nó chỉ có một tâm đối xứng thôi. Đó chính là giao của hai đường thẳng, chính là tâm đối xứng. Thì đây là một số cái hình vẽ cơ bản mà thầy đưa ra cho các bạn để các bạn thấy là những cái hình này là hình có tâm đối xứng. Vậy ở đây chúng ta đặt ra một câu hỏi là vậy thế tâm đối xứng là gì? Thì thầy giải thích cho các bạn như sau. Tâm đối xứng tức là các bạn lấy một điểm M trên đường thẳng. Đấy, ví dụ ở hình cuối cùng nhé. Sau đấy các bạn lấy đối xứng qua điểm Y. Các bạn lấy đối xứng qua điểm Y này. Thì các bạn sẽ được một điểm M phẩy. Lấy điểm M trên đường thẳng rồi lấy đối xứng qua điểm Y thì các bạn sẽ được điểm M phẩy. Cũng thuộc vào đường thẳng. Thì khi đấy điểm Y này được gọi là tâm đối xứng. Ý tưởng ở đây là nếu gọi hình này là hình H. Điểm M mà thuộc vào hình H. Đấy, phép đối xứng qua tâm Y biến điểm M thành điểm M phẩy. Thì cái điểm M phẩy này cũng thuộc vào hình H. Hình H như vậy được gọi là hình có tâm đối xứng. Khi đó hình H được gọi là hình có tâm đối xứng. Từ cái tính chất này chúng ta suy ra được một số hình sẽ không có tâm đối xứng, ví dụ như hình sau. À, các bạn có thể xét cái hình tam giác. Đây này, hình tam giác là hình sẽ không có tâm đối xứng các bạn nhé. Đấy, hình tam giác sẽ là hình không có tâm đối xứng. Đấy, hình tam giác là hình không có tâm đối xứng. Thế nhưng khi các bạn nghĩ về đường tròn. Đấy, các bạn xét đường tròn thì các bạn sẽ thấy ngay là đường tròn có một tâm đối xứng. Và cái tâm đối xứng đó chính là tâm của đường tròn. Lý do vì sao lại như vậy? Vì chúng ta lấy mỗi một điểm bất kỳ trên đường tròn là điểm M. Sau đó chúng ta đối xứng qua tâm. Đấy, chúng ta đối xứng qua tâm này. Thì chúng ta sẽ được điểm M phẩy. Vẫn thuộc vào đường tròn.
Đấy là lý do vì sao người ta nói là đường tròn là hình có tâm đối xứng. À, thầy sẽ đưa ra thêm cho các bạn một số hình có tâm đối xứng đặc biệt mà các bạn hay gặp trong cuộc sống. Và hay gặp đó là hình này. Thầy bật nó lên. Đây nhé các bạn. Đấy, đây là hình thứ nhất này. Cái hệ thống hình này gồm có hình chữ nhật này. Đấy, hình thoi này, hình vuông này, hình lục giác đều này. Thì đây là những hình có tâm đối xứng. Và những cái điểm màu đỏ đấy chính là tâm đối xứng của hình. Ngoài những hình này thì các bạn còn gặp những cái chữ cái cũng có dạng tâm đối xứng. Tức là những chữ có tâm đối xứng, ví dụ như này. Đấy, ví dụ như chữ N, chữ S này là những chữ có tâm đối xứng này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy tâm đối xứng của hai chữ là N và chữ S. Chúng ta còn gặp cái tâm đối xứng nhiều hơn trong cuộc sống. Đó là khi các bạn là quan sát những cái bức ảnh hoặc là những cái trang trí đồ vật. Đây các bạn có thể thấy. Tất cả những hình các bạn đang thấy trên màn ảnh thì chính là những hình có tâm đối xứng. Và người ta ứng dụng cái tâm đối xứng này rất nhiều vào trong cuộc sống. Nếu các bạn quan sát cái hình ảnh trống đồng. Đấy, thì các bạn cũng nhận ra cái hình ảnh đó là cái trống đồng ấy, nó cũng có là một hình có tâm đối xứng. Đây, thầy đưa cái trống đồng lên cho bạn xem. Đây cũng là một hình có tâm đối xứng các bạn nhé. Như vậy chúng ta có thể phân biệt được là thế nào là một hình có tâm đối xứng và thế nào là một hình không có tâm đối xứng. Đây là một điều các bạn hết sức lưu ý. Rồi chúng ta sang phần thứ ba, đó là biểu thức tọa độ. Biểu thức tọa độ. Của phép đối xứng tâm. Xét phép đối xứng tâm Y. Nó biến điểm M thành điểm M phẩy. Điểm Y có tọa độ là AB. Điểm M có tọa độ là XY. Điểm M phẩy có tọa độ là X phẩy Y phẩy. Khi đó phép đối xứng tâm Y có biểu thức tọa độ như sau. Đó là X phẩy bằng 2A trừ X. Và y phẩy bằng 2b trừ y. Đây được gọi là biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm. Đấy, và cái biểu thức này thì các bạn cần phải nhớ được nó. Thì câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng ta nhớ được biểu thức này? Thì các bạn xuất phát từ cái hình ảnh như sau. Đấy, xuất phát từ hình ảnh như sau, đó là chúng ta vẽ lại cái phép đối xứng tâm. Điểm A ở đầu bên này, điểm B ở đầu bên này và điểm Y ở giữa chính là trung điểm của A và B. Khi đấy chúng ta có những cái công thức như sau để tính. Công thức thứ nhất đó là điểm A cộng với điểm B. Thầy xuất phát từ điểm Y nhé. Điểm Y sẽ bằng tọa độ của điểm A cộng tọa độ của điểm B chia 2. Đây là cách tính tọa độ điểm Y. Tọa độ điểm A sẽ bằng 2 lần tọa độ trung điểm trừ đi đầu mút còn lại, đó là điểm B. Chúng ta ghi chú cho cái câu nói này là gì? Đó là 2 lần trung điểm.
hai lần trung điểm trừ đi đầu mút còn lại. Ví dụ là điểm A thì sẽ bằng 2 lần điểm Y trừ đi đầu mút còn lại là điểm B. Ngược lại, điểm B sẽ bằng 2 lần điểm Y trừ đi đầu mút còn lại là điểm A. Đây chính là cách mà chúng ta nhớ về cái biểu thức tọa độ. Vậy cái biểu thức tọa độ chính là xuất phát từ cái công thức này này. Đấy, 2 lần điểm Y trừ đi điểm A thì nó sẽ tạo ra được cái biểu thức tọa độ như các bạn đang thấy. Bây giờ thầy sẽ ứng dụng những cái biểu thức tọa độ này để giải quyết một số bài toán. Chúng ta xét ví dụ số 1 như sau. Ở mỗi một ví dụ này thì thầy sẽ trình bày với các bạn hai cách. Cách thứ nhất là tự luận và cách thứ hai là làm trắc nghiệm để các bạn có thể nắm bắt được cách làm việc cho nó hiệu quả. Xét phép đối xứng tâm Y với các thông tin là điểm M có tọa độ 21, điểm Y có tọa độ 35. Phép đối xứng tâm Y sẽ biến điểm M thành điểm M phẩy. Hãy tìm điểm M phẩy. Hãy tìm điểm M phẩy. À, chúng ta hiểu điều này như sau. Tọa độ điểm Y sẽ là AB. Tọa độ điểm M sẽ là XY. Tọa độ điểm M phẩy sẽ là X phẩy Y phẩy các bạn nhé. Thế thì chúng ta đưa ra lời giải như sau. Phép đối xứng tâm Y có biểu thức tọa độ là X phẩy bằng 2A trừ X, Y phẩy bằng 2B trừ Y. Rồi bây giờ các bạn bắt đầu với điền XY vào trong đề bài này. M là XY này. Y là AB này. Đấy, sau đó chúng ta thay cái biểu thức này vào đây. Thì chúng ta suy ra được X phẩy sẽ bằng 2 nhân với 2 trừ đi 3. Xin lỗi. 2 nhân với 3 trừ đi 2. Tức là 2 nhân A rồi trừ đi X. Tương tự Y phẩy sẽ bằng 2 nhân với B là 5 trừ đi Y là 1. Chúng ta suy ra X phẩy bằng 4 và Y phẩy bằng 9. Do đó điểm M phẩy có tọa độ là 4, 9. Đây là cách làm thứ nhất là trình bày tự luận. Cách làm thứ hai là trình bày hoặc là làm theo trắc nghiệm. Thì chúng ta lập luận như sau. Thầy vẽ một cái hình ra nhé. Cái việc vẽ hình này nó rất là hay ở chỗ nào? Đó là nó giúp chúng ta nhìn bài toán một cách trực quan. Đây là điểm M. Đây là điểm Y. Thầy sẽ vẽ to ra một chút. Rồi các bạn nhìn nha. Điểm M này có tọa độ là 21. Rồi điểm Y là trung điểm. Vì nó là tâm đối xứng nên nó sẽ là trung điểm. Điểm Y sẽ có tọa độ là 35. Vậy câu hỏi đặt ra là điểm M phẩy này có tọa độ là bao nhiêu? Thì các bạn làm như sau. Chúng ta có công thức ở trên rồi, đó là muốn tính một đầu mút, chúng ta lấy 2 lần trung điểm. 2 lần trung điểm trừ đi đầu mút còn lại. Vậy chúng ta thực hiện phép nhân nhé. 3 x 2 là 6. 6 trừ 2 còn 4. 5 x 2 là 10. 10 trừ 1 còn 9.
Vậy cái quá trình tìm ra điểm M phẩy rất gọn gàng và nhanh như các bạn thấy. Xét ví dụ số 2. Xét phép đối xứng tâm Y. Biết rằng điểm Y có tọa độ là 21. Đường thẳng D có phương trình là x cộng 3y cộng 1 bằng 0. Phép đối xứng tâm Y biến đường thẳng D thành đường thẳng D phẩy. Hãy tìm phương trình của đường thẳng D phẩy. À, Nhi ghi xong thì Nhi báo cho thầy Nhi nhé. Em ghi xong rồi ạ. Thầy cảm ơn. Chúng ta đưa ra lời giải như sau. Bước thứ nhất là các bạn xây dựng phép biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm Y. Phép đối xứng tâm Y có biểu thức tọa độ là x phẩy bằng 2a. A ở đây chính là tọa độ của A và B, chính là tọa độ của điểm Y đấy. Vậy 2a chính là 4 trừ x. Y phẩy chính là 2b trừ y. Sau đó các bạn rút x và y ra. X sẽ bằng 4 trừ x phẩy và y sẽ bằng 2 trừ y phẩy. Sau khi rút xong thì chúng ta thay nó lên phương trình của D. Chúng ta ghi là thay vào phương trình của D. Thay vào phương trình của đường thẳng D. Vậy chúng ta thay như sau. X sẽ được thay bằng là 4 trừ x phẩy cộng 3 nhân với 2 trừ y phẩy các bạn nhé. Rồi cộng với 1 bằng 0. Bây giờ chúng ta rút gọn biểu thức này thì nó sẽ thành là 4 trừ x phẩy cộng 6 trừ 2 y phẩy cộng 1 bằng 0. Rút gọn và đổi dấu chúng ta được x phẩy cộng 2 y phẩy trừ 11 bằng 0. Vậy chúng ta đã thực hiện thay số xong. Bước thứ 3. Thầy phải là 3y chứ thầy. À rồi thầy cảm ơn 3y nhé. Thầy nhầm mất. Rồi thầy cảm ơn bạn nào giúp thầy vừa rồi. À, 3y phẩy. Rồi 3y phẩy. Bây giờ chúng ta đưa ra kết luận là vậy cái đường thẳng D phẩy có phương trình là, các bạn bỏ dấu phẩy đi. Ở cái phương trình phía trên ấy, các bạn bỏ dấu phẩy đi thì nó sẽ ra là phương trình của D phẩy. Tức là x cộng 3y trừ 11 bằng 0. Đây chính là đường thẳng D phẩy. Có thể thấy nó rất giống với phần phép tịch tiến các bạn nhé. Cách làm giống hệt phép tịch tiến. Sau này người ta yêu cầu biến một đường tròn hay một parabol hay bất cứ một hình gì thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự như thế này. Và các bạn lưu ý là chúng ta có 3 bước để làm. Đấy, bước số 1 là xây dựng phép biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm. Bước thứ 2 đó là thay vào phương trình của đường thẳng, của đường tròn hoặc của parabol. Bước thứ 3 đó là các bạn bỏ dấu phẩy đi thì sẽ được kết quả. Lan Nhi ghi xong thì báo cho thầy. Em ghi xong rồi ạ. Rồi. Thầy xét ví dụ cuối cùng đó là ví dụ số 3.
Xét phép đối xứng tâm y. Với điểm y có tọa độ là 1 trừ 2. Đường thẳng D có phương trình là x cộng y cộng 1 bằng 0. Phép đối xứng tâm y biến đường thẳng D thành đường thẳng D phẩy. Hãy tìm đường thẳng D phẩy. Các bạn sẽ thấy làm lạ là tại sao cái ví dụ số 3 này lại giống ví dụ số 2 như vậy. Thì thầy chuẩn bị giải thích cho bạn một cái ý rất là hay như sau. Xem lại phần tính chất thì chúng ta có một tính chất như sau. Phép đối xứng tâm y biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng. Vậy khi nào nó biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song và khi nào nó biến một đường thẳng thành một đường thẳng trùng với nó? Chúng ta quan sát ví hình vẽ như sau. Đầu tiên thầy sẽ lấy một cái đường thẳng delta. Và cái tâm đối xứng không thuộc vào đường thẳng delta. Làm sao để lấy đối xứng đường thẳng delta đây? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn sẽ lấy cho thầy hai điểm, đó là điểm M và điểm N trên đường thẳng delta. Rồi các bạn lấy đối xứng điểm M qua. Đấy, đối xứng điểm M qua Y thì chúng ta sẽ được điểm M phẩy. Đấy, chúng ta sẽ được cái điểm M phẩy các bạn nhé. Lấy đối xứng điểm N qua Y thì chúng ta cũng được điểm N phẩy. Cái đường thẳng đi qua M phẩy N phẩy chính là đường thẳng delta phẩy. Đấy, đây chính là đường thẳng delta phẩy. Và chúng ta thấy rằng khi đó cái đường thẳng delta phẩy sẽ song song với đường thẳng delta. Phép đối xứng tâm y biến đường thẳng delta thành đường thẳng delta phẩy và delta phẩy song song với đường thẳng delta. Bây giờ thầy lại xét trường hợp số 2. Đó là cái đường thẳng delta ở đây. Tâm y của chúng ta nằm trên đường thẳng delta. À, rõ ràng là cái đường thẳng delta này khi chúng ta lấy đối xứng thì vẫn là chính nó. Như vậy là phép đối xứng tâm y sẽ biến đường thẳng delta thành đường thẳng delta phẩy. Và trong tình huống này là đường thẳng delta phẩy trùng với đường thẳng delta. Vì sao lại như vậy? Vì các bạn lấy bất cứ một điểm M nào trên đường thẳng delta, các bạn lấy đối xứng qua điểm Y, chúng ta cũng đều được một điểm M phẩy vẫn nằm trên đường thẳng delta mà thôi. Đấy, lý do này như vậy. Từ đây chúng ta đưa ra nhận xét là gì? Phép đối xứng tâm y sẽ biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng. Nó song song khi điểm y không nằm trên đường thẳng. Nó trùng khi điểm y nằm trên đường thẳng. Nếu nói tổng quát hơn là phép đối xứng biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng. Song song khi tâm đối xứng không nằm trên đường thẳng. Trùng nhau khi tâm đối xứng nằm trên đường thẳng. Bây giờ chúng ta cùng quan sát cái ví dụ số 3, chúng ta nhận xét thấy điều gì? Điểm Y có tọa độ 1, âm 2. Cái tọa độ của nó, tọa độ của Y thỏa mãn phương trình của delta. Xin lỗi, thỏa mãn phương trình của đường thẳng D là x cộng y cộng 1 bằng 0. Tại sao thỏa mãn này? X được thay bằng 1, y được thay bằng trừ 2, sau đó cộng 1 này đúng bằng 0 nhé. Đây là lý do nó thỏa mãn. À, từ đây chúng ta suy ra điều gì? Suy ra điểm y thuộc vào đường thẳng D. Do đó
phép đối xứng tâm y sẽ biến đường thẳng D thành đường thẳng D phẩy, thì cái đường thẳng D phẩy này sẽ trùng với đường thẳng D, và do đó D phẩy sẽ có phương trình giống hệt D, đó là x cộng y cộng 1 bằng 0. Đây là một trường hợp rất đặc biệt mà các bạn cần lưu ý các bạn nhé. Đấy, cần lưu ý. Em ghi xong rồi ạ. Rồi, thầy cảm ơn. Tóm lại, chúng ta đã lướt qua được các nội dung. Một là định nghĩa của phép đối xứng tâm. Hai là các tính chất của phép đối xứng tâm. Các bạn nhận thấy là các tính chất của phép đối xứng tâm gần giống với các tính chất của phép tịnh tiến. Ba là chúng ta nói về các hình có tâm đối xứng. Đấy, các bạn nhìn này, các hình có tâm đối xứng. Đây là những hình cơ bản, còn càng ngày hình nó càng phức tạp hơn. Thì người ta ứng dụng cái việc đối xứng tâm này trong trang trí rất là nhiều. Và trong cả hội họa và nhiếp ảnh, người ta cũng sử dụng cái phép đối xứng tâm này để làm việc. Ba là chúng ta xây dựng được biểu thức tọa độ. Và chúng ta áp dụng biểu thức tọa độ để giải quyết những bài toán liên quan đến tọa độ. Ở đây có hai cái ví dụ là ví dụ 2 và ví dụ 3. Thầy làm hai theo hai cách khác nhau để các bạn thấy được là nếu nó là trường hợp đặc biệt thì các bạn có thể suy ra kết quả ngay. Còn nếu nó không đặc biệt thì chúng ta thực hiện theo 3 bước mà thầy vừa hướng dẫn. Toàn bộ nội dung kiến thức của buổi học hôm nay thầy đã trình bày xong với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian còn lại của buổi học để chúng ta làm một bài kiểm tra. Xin lỗi, dùng từ bài kiểm tra, thầy dùng rất sai từ này. Đó là làm một bài trắc nghiệm luyện tập, xem trong cái buổi hôm nay chúng ta tiếp thu được những kiến thức này đến đâu và chúng ta thực hành đến mức độ nào. Trước khi